tàu của Nga bị tổ chức Hòa Bình Xanh chặn vào cảng ở Đức để phản đối chiến tranh. Tổ chức môi trường Greenpeace, Hòa Bình Xanh đã làm gián đoạn việc ra vào cảng Hamburg của Đức để dỡ hàng của tàu Nga vào chiều tối 4 tháng 3 năm 2022. Nhóm này cầm theo biểu ngữ không có tiền cho kẻ hữu chiến nhằm phản đối việc nhập khẩu than cứng từ Nga trong bối cảnh cuộc chiến hiện nay ở Ukraine. Theo tổ chức Hòa Bình Xanh, có khoảng 20 nhà hoạt động đã tiếp cận chiếc tàu chở hàng mang tên Renzi chở khoảng 100.000 tấn than từ Nga. Các nhà hoạt động đã dùng xuồng cao tốc để đuổi theo, cập mạn tàu và sơn lên đó dòng chữ vàng không than, không chiến tranh. Do Greenpeace phong tỏa cảng mà tàu Nga dự kiến đến, nên tàu chở hàng này phải chuyển sang khu vực cảng khác và không thể trả hàng được. Ông Carlton Smith, chuyên gia năng lượng của tổ chức Hòa Bình Xanh, cho biết trong một thông cáo báo chí, chúng tôi không thể cho phép Đức tiếp tục mua than từ Nga với giá hàng tỷ euro, trong khi đó người dân Ukraine đang chết trong cuộc chiến của Putin. Trong tuyên bố, Greenpeace cũng đồng thời kêu gọi chính phủ Đức chấm dứt sự phụ thuộc của Đức và châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch càng sớm càng tốt.